Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-756-0964 Một tin vui đến với Ukraine là gói viện trợ quân sự có thể đang trở thành hiện thực. Anh có thêm báo cáo gì liên quan đến những cái khó khăn mà ông chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa Mike Johnson đã gặp phải trước khi đưa ra sàn bỏ phiếu? Kinh nghiệm quá khứ thấy là khi ông chủ tịch cũ đó của Đảng Cộng hòa đó là ông McCarthy đó, tại sao ông ta mất chức là tại vì ông ta ngồi thông qua gói gọi là ngân sách của quốc gia không cho quốc gia bị nghĩa là đóng, đóng cửa, cửa. Yeah. kỳ này thì ông Mike Johnson cũng bị đe dọa đe dọa rất là nhiều nhưng mà tới bây giờ tới giờ này đó chỉ có hai người lên tiếng là chống việc ông Mike Johnson đưa cái gói viện trợ mà không phải như đưa như kỳ trước nhưng mà bây giờ là bốn gói chứ không phải là ba gói trước đây chỉ có ba gói một thôi một gói nhưng mà, bằng bốn mà dự chia bằng một gói mà bốn dự luật thì bây giờ họ đưa ra như vậy họ chia ra họ tách ra đó do đó ông ta bị hăm dọa chứ thì làm sao nghĩa là, là 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 thông qua cái này được cái này nếu mà ông thông qua thì có có thể là ông ta cũng số phận của ông ta cũng như là cụ nghĩa là nghĩa là, là, là là chủ tịch quốc hội trước đây là ông mắc các thi sao nhưng mà sáng nay, hôm nay Quốc hội đã thông qua cái gói đó. Đây là một cái tin mừng là tại vì những cái gì mà thượng viện đã đưa cái gói mà viện trợ cho trước đây, dạ. vâng trước đây mấy tháng rồi chứ không phải là dạ. bây giờ từ tháng dạ. vâng vì ngâm tôm mà bây giờ tôm, là dạ. bây giờ là được đưa qua thông qua thì mà quý vị biết là Tất cả những người chống cái gói này đó cộng lại có 97 người thôi, vừa Cộng hòa và vừa dân chủ thì như đây đó ngày mai gói viện trợ 61 tỷ, 60 tỷ 8.8 cho Ukraine, những 27 tỷ cho Israel và cho Đài Loan cho sẽ tổng cộng là ra, 95 tỷ và, và sẽ được đưa ra bầu ngày mai sẽ là ngày màu chính thức yeah. nhưng mà ai cũng biết đó với cái số mà thông qua ngày hôm nay đó thì chắc chắn ngày mai cái gói viện trợ sẽ được thông qua và mm. chính tổng thống Biden cũng nói tôi yeah. đợi cái gói đó lên tôi kiến ngay lập tức để cho nghĩa là Ukraine và các nước khác không có bị nghĩa là nghĩa là, 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 là chậm chế trong cái vụ hi vọng là như vậy bởi vì uh thực sự nó cũng thay đổi so với lúc đầu với thượng viện đưa xuống. Vâng. trong đó có những cái vấn đề bao gồm TikTok này và vâng. tức là những cái lệnh trừng phạt vâng. trước đó đó thì không có nằm trong trong cái, cái gói, gói này. Vâng. À, à, cái viện trợ cho ukraine vẫn nguyên, do thái vẫn nguyên, đài loan vẫn nguyên nhưng mà kèm theo đó là những cái lệnh trừng phạt nhắm vào nga, trung quốc, iran và kể cả thêm một điểm nữa cho phép hoa kỳ được lấy cái ngân sách tiền đóng băng của Nga có thể lên tới 400 tỷ Mỹ Kim. Lấy đó để viện trợ cho Ukraine. Đó là một cái bước ngoặt rất là quan trọng. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về cái chi tiết đó liệu rằng có lấy được hay không. Nhưng mà trong này vấn đề TikTok từng được đưa đưa ra riêng biệt trong cái gói khác để yêu cầu lần này đó thì 9 tháng trời cho phép công ty Biden phải bán TikTok lại cho công ty Mỹ. Thì các ông ở thượng viện trong đó kể cả có một số các giới chức đó cũng đầu tư vào trong cái tiktok này nữa họ không có hài lòng hoặc là các doanh nghiệp các tỷ phú mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa không có đồng ý. Thế nhưng bây giờ kèm thêm vào lẽ đương nhiên sau khi thông qua ngày mai hy vọng là thông qua được đưa lên thượng viện thượng viện thảo luật thượng viện phải đồng ý bởi vì nó khác với cái gói đầu thì lúc đó tổng thống Biden ký mà có thể xảy ra vào ngày mai luôn nữa đến chiều tối mai là xong à, và ngay lập tức tiền nó đổ vào cho Ukraine, Bà. nó có thể sớm nhanh như thế cho nên ông bây giờ ông anh thấy Zelensky Bà. và người dân Ukraine mừng lắm Bà. bởi vì những cái tin tức từ chiến trường chúng tôi gửi đến quý vị trong tuần lễ này đó thê thảm lắm anh ơi, Bà. đúng, cạn kiệt mọi thứ đó mà bây giờ đó họ đánh cầm chừng đó họ cứ cầu mong ô tiền đâu tiền đâu xuống bởi vì vũ khí thì hoa kỳ có rồi nhưng, nhưng mà, mà muốn chi ra đó tính tiền thứ một với kết quả đạn 2 triệu đô la đó thì cũng tính tiền hết à? vâng. mình là có sẵn rồi mà bây giờ không có cái sự chuẩn thuận của quốc hội thì không cách gì mang đi đâu được hết ạ à? vì vậy vì vậy tôi tôi dám chắc là cái là Quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng ế? chuyển, chỉ đợi là Nghĩa là thông qua một Để, cả, cái... Cái, cái máy bay <laughs> là, đáp xuống liền Đúng không đúng, đúng đúng. Hoặc là sẵn sàng rồi. Đã, họ đã có sẵn ở Ba đúng. Lan hoặc là ở bên Đức, đúng rồi. bên Hà họ chỉ Lan chỉ đưa có qua thôi, chỉ chuyển qua thôi. Vâng. Vì vậy, vì vậy đây nó là một cái tin mừng, tin mừng cho Ukraine rất là mừng là tại vì người ta bây giờ cạn kiệt rồi và người ta nghĩ là không những vậy mà anh Thụy biết mới đây là chính ông tổng thống của ba lan cũng phải tới gặp ông trung để nói đừng oh. có chống băng 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 gặp cho <laughs> oh. ông ông ông, ông yeah. trung tại nghĩa um. là trung tower tại new york um. mà nói đừng có chặn cái đó là tại vì cái đó là cần thiết cho chúng tôi và cho âu châu do đó quý vị thấy là hết tổng thống này tới thủ tướng kia ừ. rồi tới ngoại trưởng anh rồi Có đủ thứ lắm. cách là yeah. chính cả thủ tướng nhật cũng nói nghĩa là quý vị đấy đó đọc, đọc tr trước quốc hội trước quốc hội luôn nữa kêu vâng. gọi đừng nên nản lòng đừng nên ngừng cái sự viện trợ hỗ trợ cho ukraine một um, cái thành trì ukraine còn được nó bảo vệ cho nước mỹ bảo vệ cho châu âu và kể cả châu á nữa à, cho thấy rằng cái việc trung quốc À, hỗ trợ nga không thể được chấp nhận nhưng mà chúng ta cũng thấy đó là ngay cả các thành viên do thái họ cũng mệt mỏi vâng. cái có, có thể là họ chống cái chuyện ukraine nhưng mà họ không thể chống cái chuyện viện trợ cho do thái được ấy. đúng trong đúng đó thế. bao nhiêu thành viên là người do thái anh 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 thụy thấy là cho nên không có không có hỗ trợ cho những quen là họ do thái không có tiền mà bây giờ đang kẹt rồi đúng rồi. vũ khí đạn dược bắt đầu hết đúng, rồi đúng vậy tại vì khi mà iran bắn vào đó, đó là tốn bao nhiêu tiền người đã tính là đó. cả cả nửa tỷ đó nửa đúng tỷ yeah. nửa ít tỷ đạn đó, đạn đó. Yeah. để mà... chống cho có mấy trăm cái máy bay không người lái với hỏa tiễn của iran thôi vì vậy ai cũng mừng hết uhm. đây là chúng ta thấy là đúng là thứ sáu này là vào cuối tuần này là có Tình mấy vui. tin mừng lên, mấy tin vui tiếp Mà Đài lên Loan kép. cũng mà mừng. Đài Loan là được được ăn ké, được được, được ké được ké rồi <laughs> Mặc dù chỉ có vài tỷ thôi nhưng mà để cho thấy rằng là trong này có việc trừng phạt Trung Quốc nữa. Trung Không, Quốc có rất là có thể sẽ đưa ra những cái lời đe dọa như chúng ta thấy bắt đầu đưa ra những lời đe dọa nhắm vào Đài Loan nếu bởi vì họ thấy có bộ sớm muộn gì thì Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp tiền của thêm, rồi. vũ khí thêm cho Đài Loan. Vì vậy, đây là một cái cảnh cáo vừa cho Nga, vừa cho Trung Quốc. Vừa cho Nga là gì? Quý vị thấy không? Yeah. Quý vị súng ống bắn ra đạn dược nghĩa là hòa tiến liên lục yeah. địa chúng tôi hạ hết. Vào đây là chúng tôi bây giờ lại bơm tiền thêm vào cho những Ô, người ngày hôm đây. qua đấy anh, bên phía ông Peskov tức là ông phát ngôn viên của điện Kremlin và... tuyên bố Ôi, không thay đổi mà gì đâu. tiền bạc quý vị có đổ vào cho Ukraine bao nhiêu cũng không thay đổi. Anh nghĩ sao? Nó bao giờ cũng vậy. Người ta đây là chiến tranh tâm lý. Chiến tranh tâm lý thì phải nói vậy chứ. Đúng nhưng không? mà bên trong Putin lo lắm phải không anh? Lo chứ. Tại vì... 60 tỷ nhiều không anh? <laughs> 60 tỷ tôi, tôi nghĩ <laughs> là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là thế này. Một nước đứng số 2 trên thế giới mà hai năm quân, rồi mà về quân sự, vâng yeah. về quân sự mà hai năm rồi không đánh chọc thủng được Ukraine ừ. thì đây đó mình phải thấy là cái nàng nghĩa là dũng cảm của quân đội ừ. Ukraine và ừ. của dân chúng Ukraine đây nó là một cái chuyện mà cả thế giới phải nghĩa là than phục. Làm tôi nhớ tới một tuyên bố của một giáo sư Trung Quốc ông ở Bắc Kinh đang giảng dạy về vấn đề chính sách ông Phen ông đưa ra một bài nhận định đăng trên tờ Economist mới hôm thứ ba vừa rồi. Vâng. Ông khẳng định là nga sẽ thua. Đúng. Bởi vì ông nói đó, ông đưa ra cái bốn cái, cái chi tiết mà chúng tôi thấy rất hay. Thứ nhất là ông nói là cái lòng can đảm và kiên trì của người, ừ, người Ukraine, Ukraine và quân đội Ukraine. Đúng. Cái đó là quan trọng nhất. Đúng. Tinh thần. Rất là cao. Anh nhớ cái vụ mà cảm tử của quân Nhật. Vâng. Không không đánh bom nguyên tử là người Nhật chết hết chứ không vâng. sẵn là. Thứ hai nữa đó là cái sự hỗ trợ chưa từng có, có. của thế giới, thế giới. Và mà họ nói đâu phải là trong cái chiến tranh đâu và về lâu về dài tái thiết cho tính. ukraine nữa và ukraine sẽ mạnh hơn về vấn đề kinh tế và thứ trước ba đây. lệnh trừng phạt của quốc tế đối với nga và nga sẽ kiệt quệ càng ngày càng kiệt quệ và những cái điểm đó ông phan này ông nói là sớm muộn gì nga không thể thắng thậm chí ông còn nói đó là nga còn phải nhường crimea lại cho ukraine nữa à, cảm ơn anh sun rất nhiều. Ạ vâng tôi thấy đây là chúng ta có thể tiếp tục tuần tới vào một cái tin mừng trong ừ. cuối tuần này xin trân trọng kính chào